tên là Nguyễn Tấn Đạt, nhà ở phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Mình là nghệ nhân tạo hình về tranh cá 3D và đất sét. Nói về tác phẩm mình nhớ nhất thì chắc có lẽ là cũng rất là nhiều. Bản thân mình lại là cái người hơi khá là nhiều chuyện. Gần như là mỗi một cái tác phẩm của mình, thậm chí là những cái tô chén đĩa, những cái tô bún, nó đều có một câu chuyện riêng trong đó. Và mình đã đi khắp nơi trong Việt Nam, và mỗi một nơi mình để lại một cái kỷ niệm trong đó, thì mỗi tác phẩm mình đều có một cái trong đó. Trên tay mình đang là hai cái tác phẩm về tranh cá 3D. Thì trong cái tranh này thì được rất là nhiều người nước ngoài thích. Lý do là tại vì mình đang kết hợp với cái loại gỗ dừa, cái ngành thủ công mỹ nghệ về làm tạo thác từ cái thân cây dừa, gỗ cây dừa đó, thì nó phát triển rất là nhiều ở Bến Tre. Thì cái con cá đó, trong cái tiếng Việt á, thì cá nó là từ tiếng Việt á, nó là cá là ngư, mà độc trạng là dư, cái nước là dư dả tiền bạc. Và con cá là một cái hình tượng khá là sinh động, nó là một cái khởi thủy cho mọi thứ, từ cái việc phát triển, từ cái trứng nước phát triển đi lên, rồi đến cá chép hóa rồng dành cho doanh nghiệp. Và những người học trò, học sinh, sinh viên cũng đều thích là biểu tượng là con cá hoa rồng, là vượt qua vũ môn và vượt qua những kỳ thi. Thì tiền bạc không có thì mì tôm là một trong những cái cứu đói. Và đây là một cái tác phẩm về đất sét của mình làm mà hình ảnh về cái tô mì tôm. Thì trên cái tô mì này đó, nó sẽ chia ra rất là nhiều cái màu sắc khác nhau. Thì cái mì này là cái loại mì rẻ tiền nên cái mì có phẩm màu ở trong đó, khi mà tác động với cái nước sôi á thì nó sẽ tỏa ra một cái màu vàng xung quanh, và trên cái màu vàng đó thì nó là một cái lớp nước sôi nè bình thường. Và cái mì tôm này nó không có gì hết ngoài cái mì và cái bột nêm. Thì vui là khi mà mình làm ra những cái tác phẩm đầu tiên á, được rất là nhiều bạn đón nhận, và thậm chí là những cái tác phẩm 3D đầu tiên mình đem ra ngoài, mọi người nói ủa sao con cá nó không bưng, và nó nhìn vào người ta tưởng là thật. Tiếp theo nữa là cái sự thành công là mình làm ra những cái món ăn, những cái sản vật của miền Tây, người ta nhìn vào nó nói là thật hay giả đây. Riết mà up hình lên Facebook, lên mạng xã hội thì mọi người hỏi có này chắc không phải thật đâu, mặc dù mình up những món ăn thật nhưng mọi người nói à này không phải thật. Và đôi khi là những cái giả mà up lên mọi người lại nghĩ là thật, nó vô tình làm như vậy. Và đặc biệt một cái nữa đó là những cái cú điện thoại gọi từ ở nước ngoài về, những bạn ngoại về, thì những cái người Việt kiều gọi về xem được những cái bạn phóng sự, những cái hình ảnh, tự nhiên người ta mũi lòng, người ta xúc động. Lâu lắm rồi không được về Việt Nam, đặc biệt là năm Covid lại không được về toàn tụ với gia đình, thì cái mâm cơm xung vầy nhớ lắm, thương lắm. Và những cái hình ảnh, những cái tác phẩm bằng đất sét ta gửi đến là những cái khoảng trời quê hương.